Tối hôm qua, huyện Sơn Hà đã tổ chức vui Tết cùng với nhân dân thôn Làng Sinh, xã Sơn Linh. Về chung vui với người dân thôn Làng Sinh có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Kim Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Đức. Thôn Làng Sinh là thôn còn nhiều khó khăn của xã Sơn Linh với 100 đồng bào dân tộc thiểu số Hơ-re sinh sống. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào Hơ-re thôn Làng Sinh đã nỗ lực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần đưa xã Sơn Linh hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Việc tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho bà con thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trước thềm xuân mới. Là Đảng, Nhà nước đã quan tâm tổ chức ăn Tết cho cái dân tộc thiểu số thuộc cái dân tộc Hơ-re. Thì bà con chúng tôi là rất vui mừng và phấn khởi để mà cái sau này là cái vừa phát triển kinh tế mà vừa là cái chuẩn bị là lên nông thôn mới để mà vươn lên đẩy mạnh về công tác sản xuất để mà bảo đảm sản lượng và bảo đảm cái cuộc sống của bà con chúng tôi. Tổ chức vui Tết với bà con các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hoạt động thường niên của huyện Sơn Hà mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay, huyện Sơn Hà tổ chức cho bà con đón Tết tại hai điểm thuộc xã Sơn Linh và thị trấn Di Lăng. Tại xã Sơn Linh, cùng với tổ chức cho bà con đón Tết theo bản sắc văn hóa của người Hơ-re, huyện tổ chức các hoạt động văn hóa và nghệ sôi nổi, tặng quà cho 117 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn. Chương trình chăm lo Tết cho bà con hàng năm của chúng tôi thì được quan tâm thường xuyên và năm nào cũng tổ chức. Và riêng đối với cái xuân Quý Mão năm 23 này thì chúng tôi cũng đã có cái chương trình từ đầu năm, có kế hoạch và hàng năm chúng tôi đều dành một cái khoản nhất định, một cái sự quan tâm nhất định của các cấp để tổ chức ăn Tết cho bà con ở hai địa phương. Cái mục tiêu của cái việc tổ chức này vừa là góp cái phần cho bà con một cái Tết ấm no hạnh phúc, đặc biệt là người nghèo tới với những cái vùng khó khăn, và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng duy trì được cái nét văn hóa của đồng bào Rang chúng tôi. Sau những tiết mục văn nghệ đặc sắc là phần đốt lửa trại, mọi người cùng nhau uống rượu cần, vui múa chúc mừng nhau bên ánh lửa bập bùng và tiếng cồng chiêng rộn rã đón chào xuân mới.